Chào mừng Trường Thắng xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trường Thắng xin được trở lại với quý khán giả trong phần tin tức Việt Nam trong tuần. Với cái chương trình ngày hôm nay Trường Thắng có hai vị khách rất là đặc biệt đến từ Đức Quốc và Trường Thắng xin được giới thiệu đến quý khán giả. Thứ nhất là Hòa thượng Thích Như Điện, và Thượng tọa Thích Hạnh Định đến từ chùa Viên Giác, bịch từ thành phố Hanover của Đức Quốc. Và xin mời Hòa thượng cũng như Thượng tọa có vài lời với khán giả trước khi mà vào chương trình. Dạ vâng, kính thưa anh Tường Thắng, thưa quý vị khán thính giả, được sự giới thiệu của ông Nam Lộc MC, vì vậy cho nên chúng tôi từ bên Đức mới qua ở tại Nam Cali vào ngày hôm qua. Và hôm nay thì chúng tôi có cái chương trình của SBTN phỏng vấn, thì xin chào tất cả quý đồng hương Phật tử cũng như không Phật tử khắp nơi ở tại Hoa Kỳ. Dạ, xin mời Thượng tọa. Dạ. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chú Tường Thắng, kính thưa toàn thể tất cả quý vị khán thính giả. Chúng tôi là tên là Thích Hạnh Định, hiện giờ là chủ trì tổ đình Viên Giác Hanover, Đức Quốc. Hôm nay được sự mời của quý Phật tử tại thành phố Little Sài Gòn sang đây để tham dự buổi cơm gây quỹ cho Học viện Phật giáo Viên Giác tại Hanover. Và cũng nhân dịp này được mời đến đây để có vài lời xin chào hỏi tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, thưa Hòa Thượng và thưa Toàn Tự và Thượng Tọa, được biết là trong chuyến đi đến Hoa Kỳ của lần này đó, thì Hòa Thượng cũng như Thượng Tọa mục đích chính là để mà gây quỹ, để mà xây dựng Học viện Phật giáo Viên Giác ở tại Đức Quốc. Thì thưa Hòa Thượng và Thượng Tọa, có thể cho quý khán giả của SBTN biết là cái việc mà gây quỹ để xây dựng học viện đó là để làm gì, thưa Thượng Tọa và thưa Hòa Thượng? Vâng, thưa tất cả quý khán thính giả, chúng tôi xa quê hương từ năm 1972, đi du học ở bên Nhật, và đến năm 1977, sau khi xong đại học bên Nhật thì chúng tôi qua bên Đức và tị nạn. Thì ban đầu thì chúng tôi cũng không có nghĩ là để xây dựng chùa viện, nhưng mà nhu cầu của người Việt tị nạn đấy rất là đông. Cho nên năm 1978 tại Hanover chúng tôi thành lập một cái niệm Phật đường Viên Giác. Năm 1989 thì bắt đầu xây dựng cái cơ sở chùa Viên Giác tại Hanover, sinh hoạt từ 89 cho tới bây giờ là cũng 35 năm rồi, với chùa mới. Và cái diện tích sử dụng thì nó cũng khoảng 3.000 mét vuông, khoảng gần 10.000 square feet, nhưng mà nó cũng có đủ để cung cấp những cái nhu cầu về vấn đề tín ngưỡng như tế trầm diên hay là u lan Phật đản. Và chúng tôi cũng có một cái chương trình là để xây dựng một cái học viện Phật giáo Viên Giác để đào tạo những cán bộ của Phật giáo, chư tăng ni cũng như quý Phật tử rành rẽ về những cái ngôn ngữ như tiếng Sanskrit, tiếng Pali, tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, ngay cả tiếng Việt, có trình độ đọc những cổ ngữ dịch sang tiếng Việt để mà hành trì trong tương lai, theo cái tinh thần của Hòa Thượng Thích Tị Sĩ đã nhắn nhủ lại. Thì hôm nay cũng có thầy trụ trì tổ đình Viên Giác, thầy là đệ tứ trụ trì. Chúng tôi trụ trì tới năm 2003 là 25 năm, và 2003 tới 2008 là Thượng tọa Hành Tấn là đệ nhất trụ trì, 2008 cho tới 2017 là Thượng tọa Hành Giới là đệ nhị trụ trì, 2018 cho tới 2022 là thầy Thích Hạnh Bổn, và 2022 đến bây giờ là tòa Hạnh Định. Thì thầy Hạnh Định có thể giới thiệu sơ về cái vấn đề xây dựng bao nhiêu tầng với trong đó gồm có gì để cho khán thính giả biết nhỉ? Thế xin mời thầy Hạnh Định. Dạ, được. Kính thưa chú Tường Thắng, kính thưa các quý vị, chúng tôi cũng xin giới thiệu sơ lược về công trình dự án xây và Học viện Phật giáo Viên Giác tại Hanover, Đức Quốc. Thì công trình của mình xây dựng đó là gồm có một tầng hầm, một tầng trệt và ba lầu. Mỗi một tầng như vậy đó là khoảng 1.000 mét vuông. Thì ở dưới tầng hầm là chúng ta có những cái phòng kỹ thuật, chẳng hạn như là khu sinh hoạt công cộng của các em gia đình Phật tử. Còn tầng trệt đó là có
nhà bếp, nhà ăn, phòng y tế và văn phòng. Còn lầu 1 là trường học và thư viện. Thì trong thư viện của mình có làm chuyên thư viện online, offline. Và lầu 2 đó là khu vực nhà tăng xá để lưu trú cho chư tăng ni để lưu trú. Và còn trên tầng 3 đó là mình có một cái thiền viện và khu nhà ở và phòng triển lãm của Hòa Thượng Phương Trượng Tô Đình Viên Giác. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, thưa Hòa Thượng và cũng như thưa Thượng Tọa, cái nhu cầu mà như lúc nãy Hòa Thượng có nhắc đến á, là mình gây quỹ để có ngân quỹ để mà thành lập một cái học viện cho chùa Viên Giác ở tại Hanover, Đức Quốc. Để đào tạo những coi như là cán bộ, những người tiếp tục đi hành trình để hành đạo trong những ngày sắp tới. Tại sao cái điều đó nó là điều quan trọng mà phải chú tâm làm như vậy? Dạ vâng, thưa ông Tường Thắng và tất cả quý khán thính giả, bởi vì giáo dục bao giờ nó cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong cái đời sống tâm linh của con người, mà đặc biệt là Phật giáo thì phải có cái sự nối truyền. Ngày xưa đến bây giờ thì chúng ta dùng tiếng Hán để mà dịch sang tiếng Việt, nhưng bây giờ thì có một số chủ trương là nên dịch thẳng từ tiếng Sanskrit, tiếng Pali hoặc là tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt. Vậy cho nên cần có cái sự đào tạo. Và riêng Phật tử Minh Đức thì thực sự là không có nhiều, cho nên chúng tôi cũng có nhờ một số Phật tử tại địa phương miền Nam Cali, miền Bắc Cali cũng như vùng Đan Lát đứng ra tổ chức một cái bữa gây quỹ tại trung tâm Sangha vào thứ Bảy này, tức là ngày 5 tháng 10 2024, thì có những buổi thuyết giảng của quý Hòa Thượng Thích Trung Triết, viện chủ Thiền viện Chánh Pháp ở Oklahoma, rồi thì Thượng Tọa Thích Thiện Trí là giảng viên của Đại học Tây Lai, và chúng tôi cũng như thành định thì buổi sáng là thuyết giảng và buổi chiều thì văn nghệ và gây quỹ cũng như là nhạc đạo. Đó là cái tinh thần mà cũng nhờ khắp nơi, chứ còn cái này xây dựng thì tương đối nó cũng tốn kém rất là nhiều, cũng dự trù khoảng từ 7 triệu tới 10 triệu đô la Mỹ. Để riêng ở Đức thì không có khả năng mà chu toàn hết nhiều như vậy, cho nên chúng tôi có cái chương trình đi gây quỹ nữa. Đó là cái lý do. Dạ vâng, thưa cái điều kiện mà để tuyển chọn những cái tăng ni mà muốn theo học cái chương trình này thì như thế nào, thưa Hòa Thượng và thưa Thượng Tọa? Dạ vâng, bây giờ thì thưa quý vị là đang đã xây dựng thì nó cũng tốn cũng khoảng tới 4-5 năm chứ không phải bữa hai bữa. Sẽ có cái ban giáo thọ và ban tổ chức của đại học, học viện. Thì lúc bây giờ thì quý vị sẽ ngồi nó soạn một chương trình. Dĩ nhiên ở đây là nó thuộc về Academy, tức là chương trình đại học. Và thành thử phải có những điều kiện để mà học tại chỗ hoặc là học qua online, học qua Zoom. Có nhiều cái việc khác nhau. Bây giờ vấn đề giáo sư thì thực sự là không có thiếu nhiều, nhưng vấn đề tuyển sinh đó là cái vấn đề cần phải đặt ra. Nhưng trong thời gian ngắn hạn thì bên chùa cũng có cái chương trình cho những vị tu tập đó, thì mà mời thầy Anh Định có thể nói vài lời về cái chương trình ngắn hạn 1 tháng tới 3 tháng. A Di Đà Phật. Kính thưa chú Thường Thắng và kính thưa tất cả quý vị, thực ra thì chúng ta biết rằng đó là Đức Phật ra đời đó thì mục đích là hoằng pháp, hay nói cách khác đó chính là giáo dục. Cho nên là ở Ấn Độ cũng thời xưa cũng đã có lập ra đại học Phật giáo. Mà ở nước Ấn Độ mà không những như vậy, nó cũng là đại học Phật giáo có đầu tiên mà Phật giáo quốc tế mà Ngài Huyền Trang cũng đã từng đi qua bên đó học. Và chúng ta biết rằng là tất cả các nước như Nhật Bản hay là Đài Loan, người ta đã có những cái trường học viện là đại học Phật giáo đã có lâu lắm rồi. Mà ở hải ngoại chúng ta đó, là cộng đồng Việt Nam chúng ta ở Úc Châu, Mỹ Châu, Châu là rất là cần có một cái nơi để đào tạo thì sau này để tiếp nối. Vậy là tức là ở bên Mỹ này cũng như bên Úc và bên Pháp là chưa có cái học viện như vậy. Thưa, thực sự ra thì nếu mà nó không có thì cũng không đúng hẳn. Trước năm 1975 thì Hòa Thượng Thiện Ân ở
Hoa Kỳ. Yeah. Ngài đã thành lập cái Viện Đại học Đông Phương rồi. Yeah. Nhưng mà sau khi Ngài viên tịch năm 1979 thì cái đó bây giờ nó không còn nữa. Và bây giờ ở tại địa phương Santa Ana này, có Thượng tọa Huyền Châu cũng đang thành lập một cái học viện giống như đại học như vậy đó. Yeah. Và bên Âu Châu thì có Viện Phật học Linh Sơn. Nhưng mà Linh Sơn thì bây giờ vào Thượng Tịnh Hạnh tịch rồi thì cũng không có hoạt động nữa. Yeah. Chỉ còn cái cơ sở là của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Thì cái này là cái gì, cái chương trình mà đào tạo của Làng Mai. Yeah. Bằng tiếng Đức cũng như là bằng tiếng Anh cho yeah. người ngũ quốc cũng yeah. như là người Việt Nam thì nó cũng tương đương với cái vâng, tương đương với cái đại học. Yeah. Thì ở tại Hanover thì cái chương trình này nó cũng tương đương với đại học nhưng mà nó chuyên về ngôn ngữ nhiều hơn. Như cổ ngữ. Yes. Cái này thì chung chung. Dạ vâng. Nên là Viện Phật học ứng dụng Âu Châu của Hòa Thượng. Dạ vâng. Trước khi trở lại buổi nói chuyện với lại Hòa Thượng Thích Như Điền và cũng như Thượng tọa Thích Thành Định, Thượng tăng xin mời quý vị theo dõi phần thông tin đối ngoại của Đài Truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin nước mại của Đài Truyền hình SBTN. Cho nên sẽ được trở lại buổi nói chuyện với Hòa Thượng Thích Như Điền và cũng như là Thượng tọa Thích Thành Định từ Chùa Viên Giác ở thành phố Hanover, Đức Quốc, đang có chuyến cùng du tại Hoa Kỳ để mà gây quỹ thành lập một học viện Phật giáo tại Đức Quốc. Xin trở lại lúc nãy Thượng tọa Thích Thành Định đang nói thì con cắt lời hỏi thêm về cái việc mà có hay không có cái học viện cho tới bây giờ đó. Thì như vậy có nghĩa là nếu gây quỹ được đủ tiền và thành lập ở tại thành phố Hanover bên Đức Quốc thì cái học viện Phật giáo tại Đức Quốc là có thể nói là cái đầu tiên, phải không ạ? Sau khi những cái kia đã đóng cửa và rất là cần thiết cho cái việc đào tạo cho những tăng ni trong tương lai. Dạ, xin kính thưa tất cả quý vị để tiếp là cái dự án, cái công trình xây dựng của mình là năm tới mình sẽ bắt đầu xây dựng và 2029 là mình sẽ khánh thành. Thì trong cái khoảng thời gian này mình cũng không có phải chờ tới đến khi mà học viện xong mình mới mở lớp. Có nghĩa là năm tới là 10 tháng 6 đến 10 tháng 7 2025 là mình sẽ mở ra một cái lớp chương trình trung cấp Phật học, là mình có ban giáo thọ đã lập ra chương trình đã lên. Thì trong chương trình này đó đào tạo 3 năm. Thì mỗi một năm như vậy mình dạy 1 tháng và có thể cấp bằng chứng chỉ. Mà chương trình này là cho người xuất gia và tại gia, có nghĩa là người cư sĩ vẫn có thể học được, và ở Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu vẫn có thể tham gia trong cái chương trình này. Thì đây là một cái sơ khởi để sau này mình đưa vào trong cái chương trình sinh hoạt của học viện trong tương lai. Dạ vâng. Ngoài ra thì vấn đề dịch thuật hiệu đính, tất cả những cái sách Phật thì như thế nào ạ? Dạ vâng. Trên tay chúng tôi thì có một cái quyển gọi là Thiền Môn Nhật Tụng. Cái này là trong này là có 6 ngôn ngữ tất cả. Tiếng Sanskrit, tiếng Hán và tiếng Hán Việt là 3, tiếng Việt Nam là 4, tiếng Anh là 5, tiếng Đức là 6. Thì trong 20 năm qua thì thầy trò chúng tôi làm cái việc này để cho thế hệ sau của con cháu của quý vị nó không nghĩ là nó đọc kinh nó không có hiểu gì hết. Thực sự ra thì chúng tôi đã làm được cái việc này. Riêng bản thân tôi thì cho tới bây giờ thì tôi cũng dịch và viết tất cả là 73 tác phẩm bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hán và tiếng Việt. Thì đó là ngoài ra thì Chùa Viên Giác Hanover có ra một cái tạp chí gọi là Viên Giác, đây là năm thứ 45, từ năm 1979 đến bây giờ, ra 262 số, cái 2 tháng ra một lần và chưa bao giờ để lần nào hết. Thì trong này có cả tiếng Việt và tiếng Đức nữa. Này đến chút thì sẽ tặng anh một quyển như vậy để làm kỷ niệm. Dạ, cái này tiếng Việt. Dạ. Như vậy thì thưa thầy và thưa Thượng tọa, cái số tiền mà mình cần gây quỹ để mà có thể thành lập học viện này là khoảng cần bao nhiêu?
Dạ vâng, thì nếu mà tính một mét khối hay là một mét vuông nó khoảng 1.500 euro, yeah. thì cho 5.000 mét vuông như vậy thì khoảng là 7.500.000 euro. Yeah. Thì euro bây giờ với đô la nó cũng tương đương như vậy thôi, nó trên yeah. dưới một chút. Nhưng mà người ta nói là làm ruộng ra làm nhà tốn, thì mình cứ tính bao xa là giữa 7.500.000 tới 10 triệu đi. Yeah. Yeah. Thì yeah. cứ bắt đầu là đấu thầu, và hãng Đức người ta sẽ xây dựng khung sườn, còn thợ Việt Nam mình thì sau khi xong khung sườn thì mình sẽ nhờ những anh em công quả Việt Nam mình họ làm. Dạ vâng. Kính thưa quý giả, thì vào ngày thứ bảy này nếu có thể được thì đây là cái tâm thư kêu gọi xây dựng học viện. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì quý khán giả có thể dùng cái phone của mình đó chụp lại cái QR code này. Yeah. Và sẽ đọc được cái tâm thư kêu gọi xây dựng học viện Hanover. Yeah, yeah. Rồi, yeah. Ngoài ra thì như Thịnh Nắng có trình bày đó, thì vào thứ bảy này, yeah. ngày 5 tây tháng 10, xin ban kỹ thuật cho xem lại cái poster. Yeah, từ 8 giờ sáng. Dạ vâng, yeah. thì Thượng tọa Thích Như Điện cũng như Hòa Thượng Thích Như Điện cũng như Thượng tọa Thích Hạnh Định sẽ có mặt ở tại thành phố Huntington Beach để mà thuyết giảng. Thì trong chương trình ngày hôm đó có những cái gì thưa thầy? Dạ thưa, thì chủ yếu là buổi sáng 8 giờ thì có tụng kinh Lăng Nghiêm, yeah. Xong thì dùng sáng thì giới thiệu hết quý thầy trong đoàn, xong rồi thì thầy Hạnh Định sẽ hướng dẫn vấn đề tu tập. Mà tiếp theo thì Thượng tọa Thiện Trí hướng dẫn tu tập. Và buổi trưa thì khi nghỉ giải lao thì có ban đạo ca của nhóm Đúc Tuệ sẽ trình bày những bài hát đó. Quý vị thấy những ca sĩ cũng phải chuyên nghiệp, nghiệp dư nhưng mà có lòng đối với đạo, thì sẽ hát những bài hát đạo. Buổi chiều thì Hòa Thượng Thông Triết sẽ giảng, trước 4 giờ thì phần giảng của chúng tôi cho xong, sau đó nghỉ giải lao rồi qua tới cái chương trình văn nghệ đó để gây quỹ đó. Dạ, dạ vâng, dạ, dạ. Từ tòa có thêm gì để đó? Thầy nói thêm. Dạ vâng, kính thưa chú Tường Thắng và kính thưa tất quý vị, những cái dịp Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viễn Giá và chúng tôi sang đây để dự cái buổi gây quỹ này, rất mong quý vị dành chút thời gian đến tham dự để nghe Hòa Thượng thuyết pháp, và đồng thời cũng ủng hộ chuỗi chương trình giáo dục đào tạo thế hệ tăng ni cũng như là quý tuổi trẻ ở hải ngoại trong tương lai. Rất mong quý vị ủng hộ cho chương trình nói trên, và cũng xin cầu nguyện cho chư Phật Bồ Tát gia hộ cho tất cả quý vị gia đình được ấm no hạnh phúc, và sở cầu được nghe ý, sở nguyện thì được sớm đắc thành. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, thưa thầy, thưa hòa thượng và thưa thượng tọa, như lúc thượng tọa vừa mới nói đó, là cái nhu cầu cần phải đào tạo nhiều thêm tăng ni tại hải ngoại. Theo như con được hiểu thì cái việc đào tạo này ở tại hải ngoại nó rất là quan trọng so với là những gì mà họ được đào tạo bên Việt Nam, phải không ạ? Dạ, dạ đúng rồi. Thực sự ra thì ở Việt Nam bây giờ cũng có những viện Phật học ở miền Bắc, miền Trung rồi miền Nam. Thì số quý vị đó cũng học xong rồi thì cũng có số vị đi Ấn Độ hoặc là đi Đài Loan, đi Đại Hàn đồ học. Nhưng mà cái đó là cái khâu mà đào tạo bên trong nước. Ở ngoại quốc thì chủ yếu là cái ngôn ngữ cũng rất là cần thiết. Bởi vì mình, đây quý vị thấy là những tập sang này là toàn là bằng tiếng Đức ha. Dạ. Bằng tiếng Đức và tiếng Anh, thì trong nước thì không thể dùng cái chữ đó để mà truyền bá cho người Tây Phương được. Dạ. Cho nên chúng tôi thì phải chú trọng nhiều về ngôn ngữ, nên những cái tập sang cho người Đức, người Việt. Các em nó sinh ra tại Đức thì tiếng Việt nó không bằng tiếng tiếng dạ. Đức. Dạ. Cũng giống như là ở Mỹ vậy thôi. Dạ. Dạ. Vì vậy cho nên chúng tôi chú tâm là ngôn ngữ nhiều hơn, và nhất là cổ ngữ, tức là tiếng Sanskrit, tiếng Pali và tiếng Tây Tạng. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng. Tức là được biết là sau khi học thì học viện sẽ cung cấp những cái bằng như tiến sĩ hoặc thạc sĩ, như vậy là sau khi tu học một thời gian như vậy là ở học viện sẽ cấp luôn tới những bằng đó, phải không ạ? Dạ, cái đó thì một phần thì cũng sẽ liên lạc với chính quyền của Đức.
Mình quý thầy đệ tử thì cũng tốt nghiệp PhD của Đức, của Âu Châu rất là nhiều, rồi hoặc là mời những giảng sư ở Hoa Kỳ hay là bên Úc qua, thì cái đó bây giờ cái đó thì không có khó. Nhưng bây giờ đầu tiên là lo vấn đề xây dựng cơ sở đó. Thì ít nhất là cũng tới 2029 mình lấy cái đó là xây dựng đi, rồi sau 2029 là đi vào nền ép là dạy như thế nào. Còn bây giờ thì ngắn hạn là như thầy định mới trụ trì đó, mới tường thuật đó là 1 tháng rồi tới 3 tháng mình thử cái giáo dục như thế nào, hướng dẫn sau thì mình sẽ đi đến cái chi tiết sau. Mình còn 2 phút trước khi mình hết chương trình, vậy con xin mời hòa thượng Thích Dịch Điện cũng như thượng tọa Thích Hạnh Định là có vài lời kêu gọi quý khán giả tại hải ngoại. Thưa tất cả quý đồng hương Phật tử cũng như không Phật tử, trước năm 1975 khi mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước vẫn tồn tại hoạt động mạnh, thì năm 1968 thì quý hòa thượng Thiện Hoa, hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Quảng Độ, hòa thượng Nguyễn Quang muốn thành lập 3 ngôi chùa ở Ngũ Quốc, đó là chùa Việt Nam tại Ấn Độ, chùa Việt Nam tại Pháp, chùa Việt Nam tại Nhật, cho nên gửi 3 cái tôn tượng Phật sang. Nhưng mãi cho đến năm 75 là vẫn không có thành lập được. Thì đến ngày 30/4/1975 thì trong cái mất mát đau thương của dân tộc thì thực sự ra chúng ta cũng có được những cái mà hầu như không có mong đợi, đó là người Việt ra tị nạn ở Ngũ Quốc cũng mấy triệu người, rồi đa phần Phật tử cũng đến chùa trong những nhu cầu tâm linh quan hông tăng tế, nhưng mà không có thầy, không có chùa, không có được. Cho nên hiện tại đây là 2024 thì chúng tôi có nhân duyên đi nhiều nước trên thế giới, thì chúng ta có tất cả là 2500 ngôi chùa lớn cũng như là nhỏ, nhiều nhất là Hoa Kỳ trước đây dưới cũng gần 1000 ngôi chùa, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ, Canada, châu Phi thì bây giờ mới có một ít người sinh hoạt ở đó thôi. Nhưng mà đó là cái hình ảnh mà rất là đẹp. Như nhà thờ Xuân Tăng thế kỷ thứ 20 có nói là về tôi có gió 4 mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm, chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đậm thế âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, cho Âu, bỏ chùa. Vậy cho nên ngôi chùa nó đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề tâm linh. Thì cái Học viện Phật giáo Viên Giác là một cái thành phần không thể thiếu trong vấn đề hướng dẫn cho người Phật tử cũng như không Phật tử đến tu học, người Việt cũng như người địa phương và các nơi khác trên thế giới. Thì chúng tôi cũng mong rằng cái chương trình này có sự giới thiệu của ông MC Nam Lộc và anh Tường Thắng cũng như trong ban điều hành. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và xin quý vị cố gắng ngày 5 tháng 10 đến trung tâm Sangha ở vùng này để tham dự buổi lễ Phật nghe Pháp và gặp gỡ chúng tôi cũng như là đóng góp một chút phần mình vào trong công việc chung để thành tựu viên mãn A Di Đà Phật. Dạ vâng, xin mời thượng tọa Thích Hạnh Định có vài lời trước khi mình chấm dứt chương trình. Dạ. A Di Đà Phật. Kính thưa chú Tường Thắng, kính thưa tất cả quý vị, thì vừa rồi quý vị cũng có nghe hòa thượng cũng đã nói về cái chương trình kêu gọi nói trên, thì rất mong quý vị dành chút thời gian để đến dự cái buổi lễ bữa cơm gây quỹ tại hội trường Sangha thành phố Lý Sơn, Sài Gòn. Cũng xin trước khi dứt lời cũng xin cảm niệm tri ân các anh chị em trong ban tổ chức buổi cơm gây quỹ này, và cũng xin cảm niệm tất cả quý Phật tử xa gần cũng đã đóng góp vào cái công việc gây quỹ này, và cũng xin chúc cho quý vị và gia đình được thân thì được mạnh khỏe và tâm được vô lượng an lạc. Dạ vâng, con cảm ơn hòa thượng Thích Dịch Điện và cảm ơn thượng tọa Thích Hạnh Định đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa từ đó xin cảm ơn quý khán giả và SBTN. Xin tặng anh một quyển.